quay cái gì đấy? Cứ làm đi, cứ làm đi. Suốt ngày quay mà có phải làm gì không? Đáng yêu quá. Quay nhiều rồi loạn hết cả hàng xóm đấy đi. Không sao chị ạ. Đời thế mà mình tốt đến mấy có người xấu mình mà chị. Cứ khách quan mà sống. Thế buôn bán là mình phải nhịn, em hiểu không? Vâng. Nhịn quá thành bệnh bất nạt. Chắc khỏi phải nhắc đến thì cũng đã quá nổi tiếng rồi. Bún Lan Nhàn được mệnh danh là một trong những quán bún chửi khét tiếng ở Hà Nội. Ấy vậy mà, quán ăn lại ngày càng đông khách. Để làm rõ hơn những thắc mắc từ rất nhiều bạn trẻ yêu mến ẩm thực, Hà Nội Food sẽ mời các bạn cùng chúng tôi khám phá quán ăn bí ẩn này. Các bạn ơi, bây giờ hiện tại là chúng ta đang ở trong một quán bún Lan rất là nổi tiếng các bạn ạ. Mình không biết là các bạn có biết đến bún Lan Nhàn hay không, nhưng mà đây là một trong những quán bún Lan mà nổi tiếng với nhiều cái khía cạnh khác nhau. Là các bạn nghe nói đến bún chửi Hà Nội rồi không ạ? Thì đây, trước đây thì quán này cũng được mệnh danh là như vậy. Tuy nhiên cái thời gian gần đây thì mình cũng không rõ như thế nào. Mình nghe nói rằng quán bún ở đây ăn rất là ngon. Đây là cái mục đích chính khiến mình hôm nay mình sẽ ghé thăm cái quán bún Lan này, để chúng ta cùng nhau chia sẻ xem là bún Lan ở đây ăn có đáng đồng tiền, cũng như là chúng ta có đáng để chúng ta thử hay không các bạn nhé. Lúc này là rơi vào khoảng tầm 12:20 rồi và chúng ta có thể thấy rằng là người ta xếp hàng cũng khá là đông. Và đây dường như là những cái hình ảnh rất là quen thuộc vào những cái buổi trưa ở trong quán bún Lan này. Này cho ta xin nằm giấy vào đây nào. Chị cứ nói nhẹ nhàng nhá, ưu tiên cái lúc này nhẹ nhàng tí nhá. Người thật thì nó vẫn cứ thật đấy bạn. Vâng, 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 ra ngồi đi cho đi cho. Này bán giờ có khách, được là lắm. Có khách nhá. Vâng, bác chấm. Kiểu chế cho em bác chấm nhá. Này của bác rồi đúng không? Mày đi vào múc cho tao cái canh măng ở đây đi. Tiền em 20 tấm. 200 tất cả tổng 150. 200 một chấm ăn thêm đưa tiền đi. Lúc này chụp mình chiếu đấy. Trời ơi, em đang săn cảnh đẹp đấy. Góc đẹp để chị đẹp hơn đấy. Lúc này chụp mình chiếu này thì mặt lại nó cũng. Ai vào nổi tiếng. Nổi tiếng lắm thì vất vả chứ làm gì ấy. Nổi tiếng không có tiền, nổi tiếng làm gì. Đi vào. Nào nhanh, có nước chợ. Cho anh em mang về đi. Cho quất vào. Em ơi, bảo khách ăn nhiều thịt hết đùi rồi. Xem giường của ai này. Này hai cốc mày sao đi đâu rồi? Của em đã ăn 40-50 đây. 50. Đây đùi đây. Đọc đi em ơi. À, không. 100.50 giả chưa? Chưa. Giả nhá. Thế nằm mề này. Tế ơi, vào mang thịt ra nhá. Em trả 50 nghìn. Tế ơi, vào bê thịt ra này. Đọc đi em ơi. Đọc đi, hết tiền rồi, em ăn 2 bún đi. Tôi xin 80 nhá. Ăn 50 này có hành củ ấy nhá. Suốt ngày chụp mình chiếu. Ê, chị càng nói càng dễ thương. Chị sợ lắm. Mà ngay cái quả chúng nó đang vớ vẩn đó là thấy choáng hết cả đầu rồi. Đọc đi em. Cho xin 100 đi. 150, 140 đi. Đọc đi em. 150 thôi à. Em đi vào đi. À, để thịt vào đây. Ăn nhà chị là bao giờ thật lắm. Chị nói thật. Ôi, em ăn rồi mà. Chị không làm vớ vẩn đâu. Kể cả hàng đắt thật nhưng vẫn phải làm thật. Làm lung tung. Đeo khẩu trang kể cả không dịch chị vẫn đeo. Ngồi gần cái bếp này mình phải đeo có mùi dầu nó vào người. Em trả tiền đi vào. 150 tỷ thu tiền chưa? Cái này của cháu đúng không? Tiền chưa? Ờ, tí vừa thu 150 chưa? Thu rồi. Đọc đi em. 250 có gan. Ngồi đâu đấy? Em mang cái cánh đi. 50 đi. Có ăn 250 không ạ? Đợi tí. Một chấm nữa này chị chặt cho em một cái đùi nhá. Nhá, cất đừng không bát ra ngoài. Nào cho vào anh đây ơi. Nhà mình mở ở đây là bao nhiêu năm rồi chị Nhàn? Nó phải tầm được nếu mà từ ngày xưa thì bán cả đêm hôm ấy. Ở ngoài đường thì phải vào 5 năm nay rồi. À thế à? Về đây chắc được độ 9 năm gì đấy. Ồ, thế là trước đây là chị bán ở đâu? Chị bán ở ngoài ngõ Hoàn Kiếm ấy. Ngõ Hoàn Kiếm à? Thế đây là địa điểm thứ hai hả chị? Đây là địa điểm thứ hai, đây là địa điểm thứ ba ấy. Ngày xưa đông về công an đuổi về ngồi bên đường bên kia. À. Chắc hàng xóm mới đông khách quá người ta không thích thì lại ngồi nhờ sang đây. À thế à? Vâng. Thế là ở đây là mình có những cái suất bún Lan nào cho khách hàng đấy chị? Khách hàng bình thường người ta chỉ ăn 40.000 một suất em ạ. Vâng. Còn ai ăn nhiều thì là 50. Ừ. Còn ai có nhu cầu mà thích chặt thêm thì chị chặt.
nhiều chặt ít là do khách. 40 thì thực ra là nó ngon, còn 30 thì nó chỉ lượng ít thì thôi. Thế ở đây là giờ giấc thì mở cửa ra sao ạ? Tầm 9 giờ sáng. 9 giờ là bắt đầu bán, nhé. Bán cho đến mấy giờ chiều ạ? 3:30 4 giờ thì à đây, thế tối chị có bán không? Hả? Tối chị có bán không? Tầm tối không sức đâu. Em thấy thực sự là chị Nhàn trông rất là duyên mà tươi. Mà em thấy nhiều người lại là nói không tốt về chị em, nó thật là... Vâng đấy, thôi thì mình cứ kệ thôi nhỉ. Vâng, mình cứ nở nụ cười tươi. Lúc nào cáu kỉnh một tí thì mình nói một vài câu ấy thôi, không quan trọng gì đâu đúng không chị? Chắc cần nói, cái người ta như thế mình không cần nói. Dạ vâng, thôi thì em chúc chị Nhàn bán đắt hàng nhá. Cảm ơn rồi em. Sau một hồi chờ đợi thì đây là bát bún của chúng ta các bạn ơi. Bát này là có giá 50.000 các bạn nhá. Mình thấy về cái kích cỡ bát này thì nó bình thường và sâu lòng. Ủa, bên trên này các bạn này, nhìn rất là nhiều măng nhá. Ở đây là măng khô này. Đây các bạn này, bát của chúng ta đây. Bát này là có giá 50.000 các bạn nhá. Wow, chúng ta thấy rất là nhiều măng ở phía trên này. Và cái mùa này mà mình nhìn măng như thế này là mình rất là thích rồi. Rất là nhiều măng luôn các bạn nhá. Măng này là măng khô, ăn nó sẽ ngon hơn là cái măng tươi. Bên dưới là có hành này, ngoài ra là có ngan nữa. Đây, ngan thì khá nhiều các bạn nhá. Ở đây thì người ta cắt không theo một cái kích cỡ nào cả, miếng to, miếng nhỏ luôn. Này miếng ngan này các bạn này. Nước đây rất là trong rồi. Wow, nước ngon lắm các bạn ạ. Nước ngọt. Nước ngọt này và có nhiều cái vị măng khô ấy, rất là dễ chịu luôn. Nó có cái độ đậm nhạt vừa phải, rất là vừa miệng. Cái quan trọng nhất mà mình muốn quan tâm đến đấy chính là cái miếng thịt ngan này các bạn này. Thịt ngan ăn rất mềm các bạn ạ. Thịt ngan rất là ngon luôn. Mềm này, lại dai dai. Thịt ngan này rất là chất lượng. Măng ninh chín tới, ăn mềm, có độ dừ vừa phải các bạn ạ. Và rất là thơm nữa. Tương ớt đây rất thơm các bạn nhé. Tương ớt rất thơm và cay luôn. Mình rất thích cái hương vị tương ớt như thế này. Ngoài ra ở đây là lại có thêm một bát gia vị giấm các bạn này. Cái này để chúng ta chắc là chúng ta chấm ngan đấy. Ăn quá đã luôn các bạn ạ. Mình cho nhiều ớt vào nhưng mà nó không bị mặn lên, nó không điều vị, nó không làm thay đổi quá nhiều cái hương vị của bát bún ấy. Mà ớt rất cay, thơm, ngon. Ăn nó hơi có một chút chua nhẹ nữa. Cảm giác thanh nhẹ của nước dùng ăn với cả cái miếng thịt ngan mềm mềm dai dai, ăn rất là ngon miệng luôn các bạn ạ. Đối với cả những cái bát bún mà nhiều măng như thế này ăn rất ngon luôn. Đây cái miếng ngan này bây giờ mình sẽ chấm với cả cái nước chấm này. Chấm cái này vừa chua hơi đậm đậm một chút, nó có chút cái vị cay của ớt nữa, ăn kèm rất là phù hợp. Ở đây ngoài ra người ta cũng cho một cái rổ rau sống. Đây có ngổ này, cùng chó này, bà Hà này.
thịt chấm với cả cái nước chấm này này, ăn nó đậm đà, khi mà ăn thêm bún vào ấy, nó trung hòa lại với nhau, cảm giác rất là ngon. Ăn nó có vị thơm của ngan này, nó có vị thanh thanh mát của nước dùng này. Và đặc biệt các bạn nhé, là cái vị thơm của măng ấy. Chính vì thế mà khi mà có nhiều măng ở trong này ăn rất là ngon luôn. Mình sẽ cho thêm một chút tương ớt nữa. Mình ăn như thế là mình đã thấy cay rồi ấy. Đối với nhiều bạn là cho như vậy là vừa rồi, nhưng mà đối với mình sẽ cho thêm một chút nữa để tăng cái độ cay cho cái bát bún lên ấy. Cho thêm tương ớt ở đây và ăn rất là ngon các bạn ạ. Tương ớt đấy ăn nó thơm ấy. Mình là người thích ăn hương vị đậm đà, chính vì thế khi mà có thêm cái nước chấm mình cảm thấy nó ngon hơn rất là nhiều. Các bạn ơi, theo như mình thấy nhá, thì bún ngan nhàn ở đây về tổng thể mình cảm thấy ăn rất là ngon. Tại sao mà mình khen như vậy ấy? Là bởi vì thứ nhất là nước dùng mình cảm thấy ăn ngọt này, trong này. Cái thứ hai là thịt nhiều, măng nhiều và bát cũng khá là đầy đặn. Về cái miếng thịt ở đây mình thấy là miếng thịt to, khi cắn vào nó ngập miệng, ăn rất là sướng luôn. Cái miếng thịt này ăn nó lại mềm, ngoài ra lại có cái độ dai nữa. Khi chấm với cả cái bát nước chấm ấy, nó làm cho miếng thịt nó đậm đà và ăn với cả bún mình cảm giác nó trung hòa cái hương vị, ăn cảm thấy nó rất là ngon. Về tương ớt ở đây mình cũng có cái lời khen, khi mà chúng ta cho nhiều tương ớt vào bát bún ấy thì nó không làm thay đổi cái hương vị của bát bún đi, không làm cho bát bún trở nên mặn hơn mà có cảm giác ăn nó ngon hơn ngoài cái hương vị cay ra. Còn về cái mà mình chê ấy, là về giá. Giá đây 40.000 và 50.000 theo mình nghĩ là nó cũng khá cao so với cả một số bạn. Nhưng bù lại thì bát bún mình cảm thấy cũng rất là đầy đặn. Ngoài ra thì nếu mà các bạn đến vào cái giờ cao điểm ấy thì rất có thể các bạn sẽ phải chờ lâu, bởi vì là người ta xếp một cái hàng dài. Đó là tất cả những cái nhận xét của mình về quán bún ngan nhàn này. Thường xuyên ăn đây. Em có thể em cho anh cái cảm nhận của em về bún ở đây không? Em thấy kiểu ở đây thì tức là nó vẫn giá như bình thường thôi ạ. Thế nhưng mà cái chất lượng thịt với chất lượng nước dùng của nó tốt hơn ở chỗ khác. Tức là cồi ninh xương rất lâu ấy ạ. Thế nên là em thấy nước nó ngọt ấy. Chê ấy ạ. Em thấy như nào nhỉ? Trừ cái điểm là nếu mà muốn ngồi ở trong này ấy, thì mình phải gọi thêm nước. Nếu mà không gọi thêm nước phải đứng chờ ngoài kia rồi là ngồi chờ cái bàn kia ấy. Thì em thấy tất cả đều ok. Không có gì ở trên. Ok, thế anh rất là cảm ơn em nhé. Cho em ngon miệng nhé. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.